Cái gì mà bê bê thiếu? Đặng vào cái lôn nói là So gì ban nhạc BBK xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng du xuân với chúng tôi. Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Yên. Du xuân tôi Đinh Phạm. Tôi Đức Ngon. Và Kim Kim. Xin mời quý vị cùng du xuân với chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hỏi làm chi bác dạy của người ta một cái hỏi mãi thế này. Đã sợ vợ mà còn vú sữa, vú sữa. Đi vô lừa vú sữa, lừa vú sữa. Đây, 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 đây. Đèn trong mà đám trời cứ đông mà người. Hàng cam hàng táo ngồi ngoài hàng dưa. Cô hàng mà vú sữa mới về cửa. Bán tha khổ thừa. Đớm sao mà lời nói chứ bỏ mà cả anh hai đó ơi. Đi xem thì đi mau mau, giao thừa thở nhớ mà rủ nhau về nhà, rủ nhau về nhà. Năm mới chứ đừng để vợ ra, đừng có chơi cờ bạc bỏ mua gác gọn từ hôm nay đấy. Mà ra bón nào, mà ra bón nào, chỉ bằng là đi lễ lòng lòng. Đầu xuân năm đầu xin sắm cầu tài, mùng một là hành lễ lòng lòng. Còn anh đắc lòng thôi, nãy giờ đi đã đời rồi, bây giờ mình nói cho mấy anh nghe nhá. Bây giờ đầu năm mới mình chúc tất cả mọi người đi. Đầu năm mới, ba anh em chúng tôi xin chúc quý vị năm mới sức khỏe dồi dào, tiền mà vui như nước, mà tiền ra thì dỉ dọn, vạn sự như ý, mà tỷ sự như mơ, cuộc đời thì nên thơ. Sắt son với cơm mà trung thành với phở. Ôi giời ơi, chúc mừng lời phở đi. Xin gửi đến các anh chị chúc xuân, chúc xuân. Năm mới một đời lời thương, năm mới tràn đầy yêu thương, năm mới chúng ta, năm mới là người tài hòa. Năm mới một đời lời thương, năm mới tràn đầy yêu thương, năm mới chúng ta, năm mới là người tài hòa. BBQ. BBQ. BBQ.